Emery xin mến chào đại gia đình. Hiện tại thì Emery đang có mặt trên đường Trần Phú, phường 7, quận 5. Đây thì ngày hôm nay thì cũng là ngày 28 rồi. Ở đó thì cả nhà mình thấy đó, thì coi như là xong xây qua xây lại thì xin lỗi gia đại gia đình, hôm nay là ngày 29, ngày chủ nhật ngày 29. Rồi xây qua xây lại là coi như là cuối tháng rồi. Cuối tháng 9, 29 tháng 9 thì cũng là cuối tháng và cuối quý, quý 3, bước sang quý 4. Thì hôm nay thì Emery sẽ kể cho gia đình chúng ta nghe một cái câu chuyện của một người gọi là siêu lừa. Một anh chàng này gọi là siêu lừa luôn. Và cả nhà mình thấy là nói đến cái chuyện lừa đảo thì đây là cái chuyện thường ngày rồi. Nhưng mà cái trường hợp lừa này rất là đặc biệt. Và cái anh này anh lừa thì thay vì ta lừa những cái nơi mà gọi là có tiền nhiều, ở đây thì lại lừa một cái nơi rất là kinh khủng. Do đó là lừa chạy hòm. Cả nhà mình thấy lừa chạy hòm là một điều rất là khủng khiếp mà không ai nghĩ tới. Nhưng mà anh chàng này lại làm được. Đó thì hôm nay thì Emery sẽ đi một vòng trong ngày chủ nhật này. Bây giờ đồng hồ của Emery cũng 10 giờ thì gia đình chúng ta thấy là ngày chủ nhật thì lượng xe cũng khá là đông. Emery sẽ đi từ quận 5 này, quận 5 này mà chạy sang tới quận 8 luôn để xem tình hình cuộc sống của bà con. Coi như là gia đình chúng ta sẽ dạo phố cùng Emery. Quay lại cái câu chuyện của anh chàng siêu lừa này. Thì gia đình chúng ta thấy đó, cái anh chàng này thì ảnh tên là Thanh, ảnh thì gọi là tứ đổ tường đó, thì vô công rỗi nghề, cứ sàn qua sàn lại thì thấy ai cái gì gọi là sơ hở là anh ta lừa gạt, rồi anh ta trộm cắp đó. Thì em thấy là cái cuộc sống anh cứ lăn quăn như vậy và cuộc đời anh cứ gọi là vào tù ra khám là cái chuyện thường tình luôn. Nhiều khi là anh ở trong trại giam còn nhiều hơn là ở ngoài nữa. Đó thì anh ta gọi là vô công rỗi nghề đó, gọi là lười lao động mà thích ăn chơi. Cho nên là cờ bạc, số đề, cái gì cũng có, anh ta cũng dính vô hết trơn. Đó thì anh ta mới đi dạo một vòng, kiếm mối, gọi là không có hết tiền xài rồi đó. Bây giờ là mới kiếm mối. Kiếm mối thì anh ta mới đi vòng vòng vô một cái bệnh viện, đó là bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đây là ngay cầu Nguyễn Tri Phương đây. Thì về sẽ lên cầu ngay chỗ bệnh viện Nguyễn Tri Phương thì anh ta mới vào trong thì anh giả bộ làm giống như là mình tìm việc làm, có ai thuê mà nuôi người bệnh không, để anh ta sàng tới sàng lui mà những người bệnh nặng đó, rồi kiếm mối coi sơ hở gì không, điện thoại ví bóp gì không, rồi chụp được cái nào chụp, nó thì lạng qua lạng lại. Nhưng mà anh ta đi một vòng luôn thì vẫn gọi là thất thu, tức là đi một vòng luôn nhưng mà vẫn chưa có được cái gì hết. Cho nên là anh ta bắt đầu thấy nản nản rồi. Đó thì la cà hỏi thăm miên man đủ kiểu luôn, từ sáng tới trưa rồi tới xế chiều luôn mà vẫn gọi là không có trộm được cái gì hết. Cho nên là ngồi ta thấy quải rồi, hết tiền cơm luôn, cũng còn tiền uống ly nước mía thôi. Ra trước cổng bệnh viện ngồi uống ly nước mía, ngồi thờ thẫn đó, nói sao mà bữa nay xui quá trời luôn, làm mà đi mà dạo cả ngày luôn mà không kiếm được con mồi nào hết trơn, không có được cái job nào hết trơn để mà kiếm tiền gọi là ăn xài đồ nhậu nhẹt rồi. Đó thì anh ta mới ra cái quán nước mía ngồi mình thì anh ngồi buồn hiu buồn hiểu luôn. Thì vô tình là có mấy cái anh mà bên dịch vụ mà chạy hòm đó, ở gần bệnh viện An Bình thì cả nhà mình thấy đó, ngay chứ đầu clip đó, thì những cái dịch vụ mà về những cái chạy hòm đó thì rất là nhiều. Đây thì dưới ghi đang vẹo dưới rầm cầu dạ cầu Nguyễn Tri Phương ở khu vực phía bên quận 8 rồi. Đây là cũng là cái đường này. Ba Đình, em sẽ đi thẳng đường Ba Đình này. Đó thì những cái anh mà cò mà gọi là giới thiệu cái dịch vụ mà mai táng rồi đó, để bán hòm rồi đó, thì mấy ảnh la cà hay bệnh viện, các bệnh viện khi mà gia đình ta có người mất á, thì cái ảnh
có những cái dịch vụ mà trọn gói mai táng luôn đó. Thì những cái người mà bên Chạy Hào mà ta thấy ảnh ngồi buồn quá, cho nên là cũng la cà đến hỏi thăm coi cái anh này sao mà ảnh buồn như vậy. Thì hỏi thăm ra thì anh mới giới thiệu là ảnh làm bên cái chạy hòm ở đây, chạy hòm đối diện bên chỗ cho bệnh viện đây đó. Thì nghe như vậy thì cái anh này cái đầu anh mới nhảy số. Ôi trời, bây giờ thì kiếm cớ mà bóp tiền của anh chạy hòm này, lấy tiền xài chứ giờ không còn tiền xài nữa rồi. Anh nhảy số rồi anh mới đang cái vẻ mặt gọi là buồn gì, gọi là không có gạt được ai, không có trộm cắp được cái gì hết, cho nên là tiền khô cháy túi rồi. Bây giờ thấy chạy hòm này nữa thì chạy hòm này nó có tiền, cho nên là anh mới nhảy số ra là anh gạt cái chạy hòm này. Thì cái anh mới nhảy số, bắt đầu là anh nói là đang đóng vai buồn rồi, mặt buồn rồi. Bây giờ anh mới than, nói là mẹ của anh đó đang nằm trong bệnh viện mà hấp hối rồi, bây giờ bác sĩ nói là chuẩn bị lo mai hậu sự mai táng thôi. Thì cái anh chạy hòm này anh nghe vậy là anh khoái quá trời khoái luôn rồi. Sáng giờ đang ế nữa, bây giờ mà nghe nó bán được hòm là ngon rồi, bữa nay coi như là không có bị lỗ xã hội đó. Thì cũng gọi là hôm nay coi như là ăn may rồi. Rồi anh chạy hòm là trong đầu cũng nhảy số, đã ngon rồi, vô rồi, bữa nay là bán được rồi, có tiền rồi đó. Thì bắt đầu anh mới hỏi thăm rồi sao mà anh ngồi đây, mẹ nó phối sao anh ngồi đây. Nói trời ơi, giờ là gia đình tôi phải nói là hổng rài á, là má tôi bệnh nặng quá cho nên là chạy chữa tiền xây không có kịp, nhà đất thì có nhưng mà tài sản không à, còn bây giờ tiền mặt thì nó không có, nó hơn nữa là bây giờ cũng rối quá trời rồi, rồi tôi giờ cũng không biết làm sao hết trơn, còn đang nợ tiền bệnh viện nữa đó. Mà người ta nói là phải thanh toán hết thì mới cho xuất viện đó. Thì nợ cả chục triệu lần đó. Thì bây giờ mà má tôi hấp hối nữa, tôi cũng không biết làm sao, tôi rối quá. Cái anh chạy hòm nói là anh cứ bình tĩnh đi, cái vụ tiền đó còn thiếu đó thì giờ để tôi ứng cho anh, tôi ứng cho anh rồi xong rồi nếu mà bà già anh đó mà có mà mất đó nha, thì anh đừng có đưa xuống chỗ nhà xác, đưa chỗ lấy ra phiền lắm, tốn kém lắm, để tôi xử lý cho. Anh này anh nhảy số, bắt đầu canh thanh rồi nhảy số rồi. Nhảy số và cũng nói bây giờ là tôi đây thì tôi cũng chuẩn bị là vô với má tôi, nhưng mà tôi phải chạy về nhà nữa để tôi báo cho em tôi biết, thì nó lo nó chuẩn bị nữa mọi thứ ở nhà rồi. Anh coi là anh có thể ứng cho tôi không, ứng cho tôi được khoảng 10 triệu đi, để về tôi đưa cho em tôi mấy triệu nó lo vặt vặt ở nhà, rồi tôi ra tôi trả tiền bệnh viện nữa để tôi đưa má tôi ra. Thì cái anh bệnh viện này anh cũng, cái anh chạy hòm này anh cũng nghi ngờ, tại vì tiền mà đưa tiền thì phải có lý do và chính đáng và phải mắt thấy tai nghe chứ đâu có chuyện mà đưa tiền khơi khơi vậy được. Nói vậy thì thôi, để tôi chở anh về nhà anh cho nên đưa tiền cho em gái anh rồi tôi chở anh quay trở lại, tôi sẵn có xe nè tôi chở luôn đó. Thì coi như là vô rồi, cái đầu anh nhảy số rồi chạo rồi. Chắc là cái thằng bên chợ hòm này nó muốn kiểm tra coi mình về đúng nhà không. Thôi thì tận dụng cái cơ hội này mình chạy về nhà cho nó biết nhà, cho nó tin mình hơn để mình mượn được nhiều hơn đó. Thì ảnh nhảy số đâu là trưng kế tụ kế luôn. Cái anh bên chạy hòm này là muốn biết nhà anh chắc để sợ khỏi bị lừa, còn cái anh này thì ảnh trưng kế tụ kế anh dẫn về nhà luôn để lấy lòng tin để được mượn được nhiều tiền hơn đó. Thì bắt đầu anh nói là bây giờ anh chở tôi về nhà đi. Anh chạy hòm này mới nói hỏi là bây giờ là nhà anh ở đâu, nhà anh đâu bây giờ là ông mới nói là nhà tôi ở Tân Kim Bình Chánh á, tại vì cái anh này anh la cà vòng vòng mà cho nên là mấy con hẻm nó cũng gần lắm đó. Thì anh mới kêu cái anh chạy hòm, bên chạy hòm này chở anh về nhà để anh dặn dò em gái rồi trong gia đình rồi mọi chuyện, rồi anh quay lại rồi ông đón bà già, bà già cũng sắp mất rồi có thể đi bất cứ lúc nào đó. Thì bắt đầu chở về tới Tân Kim thì anh chỉ vô cái con hẻm nhưng mà vừa tới chỗ khu vẹo là anh kêu cái anh chạy hòm anh đứng đây đi để tôi vô nhà, cái là tôi ra liền, tôi dặn em tôi ra liền đó. Thì bây giờ anh cho tôi mượn trước, ứng trước 10 triệu đi rồi hoặc là tới nhà rồi thì đâu có sợ nữa. Đó là cái anh chạy hòm mới cho anh này ứng trước 10 triệu để mà lo tiền lặt vặt ở nhà rồi tiền viện phí nữa
Đó thì ứng trước 10 triệu xong rồi cái anh cầm vô, anh đi vô thẳng vô cái nhà đó kế bên luôn, ngay cái tầm mắt tầm nhìn của cái anh chạy hòm luôn. Tại vì anh chạy hòm anh phải nhìn thấy cái nhà vô nhà rồi, chứ không thì mà đi vòng vòng mà lạng đi ra là anh đâu có tin. Cho nên anh bám sát mà, nó bám sát thì anh vô nhà luôn. Thì cái anh này gần cái đường rồi, biết cái hẻm tới đâu rồi, thì kêu anh dừng ngay cho đây. Thì anh bước qua cách khoảng 2 căn nhà nữa là anh vô nhà luôn. Anh kêu cửa anh vô nhà luôn, anh ghéo Thủy ơi đâu, trời, giống như là người nhà mở cửa anh. Cái nhà ta đâu biết ai đâu, cái người ta ra ta hỏi anh tìm ai vậy. Cái ảnh mới gọi là bây giờ anh phải tạo ra một cái sự cố buồn. Thì sự cố buồn để chủ nhà ta nghe, ta buồn theo, ta ảo não theo thì mới tin là cái gia đình ảnh là tan ra bối rối, có tin buồn. Chứ mà chủ nhà ta nói chuyện sang sản thì lộ hết. Cho nên anh nói là trời ơi, phải cô Thủy hôn con của chú Bảy Còn không? Rồi chú Bảy Còn bảo vệ ông bị đụng xe mà ông hấp hối rồi, bây giờ nằm trên bệnh viện á, mà ta tìm người thân nè, phải cô không? Cô là cô Thủy không? Được không? Cái chị này chỉ nghe nói dạ em không phải Thủy, tại vì người ta chỉ nhà ông ngay khu này nè. Đó thì ổng bắt đầu anh chàng nói vòng vòng. Cái cô kia mà nghe nói người ta đã bị tai nạn rồi đó, rồi người ta gọi là hấp hối rồi đó, thì cái cô này nghe thì cũng đồng cảm. Cho nên là cái mặt anh một cậu cũng căng, cũng buồn, cũng đủ kiểu hết trơn, cũng qua lúng quính đó. Thì những cái anh mà chạy hòm á, anh cách đó 2 căn nhà, anh nhìn qua thì anh thấy trời này, anh về nhà thì quá đúng rồi, nhà tan gia bối rối, em còn cũng lúng quính đây nè, mặt buồn hiu buồn hiểu nè. Đó thì bắt đầu ảnh mới hỏi này kia đồ kia, ông chỉ đồ diễn tả là nhà này đây rồi, để chủ nhà người ta nói chuyện với chủ nhà đâu phải 5 phút được, ông tạo gọi là cái sự cố giả để mà nói chuyện với chủ nhà được lâu một xíu để cho cái anh chạy hòm này nhìn thấy anh tin. Nói xong rồi cái bắt đầu anh nói là thôi gì giờ là coi như là tôi cũng biết tìm đâu rồi, để tôi chạy về chợ tôi giúp đỡ ổng rồi tôi quay lại đây tôi tìm sao. Đó thấy không? Rồi cái chủ nhà ta thấy ông này cũng tốt bụng, muốn giúp người vậy thì ta cũng tốt, rồi cũng gọi là ân cần với ổng. Thì nhìn thấy thân thiện quá thì cái anh chị hòm này lại nghĩ là ở đây là đúng nhà của ổng rồi, nhà ổng đây rồi lo gì nữa, đây là người thân ổng đây. Đó thì thấy nhà cửa cũng ngon lành, cành đào, cho nên là về bắt đầu nói là hồi nãy đó thì chú có đưa cho em gái tôi 5 triệu rồi, nhưng mà bây giờ là còn 5 triệu, nãy anh đưa tôi 10 triệu mà còn 5 triệu không đủ, nó khoảng 8 giờ mấy 9 triệu lận. Đó thì giờ anh cho tôi ứng thêm 5 triệu nữa đi, là trước sau là 15 triệu. Đó thì cái anh chạy hòm này anh thấy là nhà cửa đồ ok rồi, thì làm dịch vụ xong rồi qua đám ma đồ đó, đám tang đó. Rồi xong thì người ta đi đám thì cũng được vài chục triệu, 100 triệu thường thường là vậy. Còn những người mà quan hệ nhiều thì có thể là giá cao hơn nữa, ta đi nhiều hơn. Đó thì anh đâu có sợ giật đâu mà lo, cho nên là anh sẵn sàng ứng, nãy ứng 10 triệu bây giờ ứng tiếp 5 triệu. Đó thì anh chở về tới bệnh viện đó, thì anh kêu nó là bây giờ anh cứ vô anh lo cho má anh đi, khi nào mà bả mà hấp hối ở mất á là anh gọi cho tôi liền nha, để tôi vô tôi xử lý, chứ đừng có để mà nó chuyển xuống nhà xác rồi khó xử lý lắm nha, còn mất thời gian lắm, phiền lắm, tốn kém lắm. Đó thì y như thật luôn, anh này cũng nói dạ để tôi lên tôi coi má tôi sao, rồi tôi thanh toán viện phí rồi có gì là tôi báo anh liền. Đó thì có số điện thoại, hai bên có số điện thoại nhau rồi đó. Bắt đầu là anh bắt đầu đi vô bệnh viện, xong rồi anh lòn ra, anh ra cổng khác anh trốn đi mất tiêu. Thì tới tối lại thì bên chạy hầm đã gọi anh là ỏi e rồi, anh trốn rồi. Bắt đầu là anh lấy tiền đi chơi đi nhậu rồi, đâu có còn nữa. Đó thì thành ra là cái chị hồng bị gạt 15 triệu. 15 triệu thì khoảng 2 tháng sau thì coi như là anh cũng hết tiền xài rồi, anh không có gạt ai được nữa. Anh cũng lang thang tới bên chỗ khu vực mà Phú Lâm á, có một cái chị hồng đó, rồi bắt đầu anh nhảy số, anh vô cũng chơi cái chiêu cũ, cái bài cũ luôn. Đó thì anh cũng than là hỏi thăm trước là cái dịch vụ mai táng nhiêu, rồi cái giá hòm nhiêu đồ. Tại vì gia đình ổng có người là đang hấp hối rồi, cũng là chuẩn bị gọi là mua hàng đồ đó, nhưng mà bây giờ là đang nằm bệnh viện mà thiếu tiền đồ đủ việc kiểu luôn. Anh cũng diễn lại một cái câu chuyện cũ. Thì vô tình là bên đây thì người ta gọi là cái chủ mà bên Phú Lâm đó,
chạy hòm bên Phú Lâm đó, thì cũng là cùng một chủ với bên chạy hòm bên chỗ gần đối diện bệnh viện An Bình luôn. Cho nên là người ta phát hiện ra là biết là cái ông này là cái ông gạt mình bữa hổm rồi, gạt bên cái chạy hòm mình ở bên An Bình. Cho nên là người ta biết, người ta cũng giả nai luôn. Nó nói rồi sao ta y như thật luôn, là người ta gọi là giả vờ trúng bẫy của ông. Rồi ông nói là bây giờ ông ngồi đợi xíu đi để tôi kêu người đem tiền qua. Đây là chợ Gạch Ông để đi vào. Tôi kêu người đem tiền qua. Khi mà đem tiền qua thì ảnh mới gọi kêu người kia đem tiền. Nhưng mà gọi đem tiền thì bên kia chỉ biết đem tiền thôi. Nhưng mà cũng nhắn tin lại. Nhắn tin lại đó là tên này là lừa gạt mình lúc bên An Bình nè. Giờ qua đây đi bắt cái đưa công an. Đó thì hai người nữa. Khoảng 15 phút sau thì ngồi uống nước chờ hai người qua. Hai người qua vừa qua tới thì chụp dây đè xuống luôn. Đưa lên công an. Đưa lên công an thì sau đó thì cái anh Thanh này anh bị gọi là kết án gọi là 3 năm tù giam về cái tội mà lừa gạt và chiếm đoạt tài sản. Đó mình thấy là không ngờ luôn, một cái câu chuyện mà giữa Sài Gòn, giữa đời thường như vậy nhưng mà không ngờ nó lại xảy ra. Tại vì có thể là người ta gạt mua bán, gạt này đủ kiểu, gạt tiểu thương rồi gạt những cái người ở trong nhà, nhưng mà không có ai, không có ai mà gọi là có thể nghĩ ra là có thể là mình có thể là một người mà có thể đi gạt được một cái gọi là cái tiệm chạy hòm. Thật ra thì cái chạy hòm thì có ai mà đi gạt chạy hòm bao giờ đâu, nghe tới chạy hòm là nó dội nó né ra rồi. Đó thì mình thấy gần như luôn là đối với chạy hòm thì gọi là cần lắm, trừ khi gia đình có gọi là có người mất thì mới liên hệ chạy hòm thôi, còn bình thường thì thấy chạy hòm ai cũng né ra hết. Nhưng mà vô tình cái anh này đó thì ảnh gọi là chuyên lừa gạt trộm cắp, và đi một vòng thì coi như là ế quá không được ai hết, thì cũng gọi là trời xui đất khiến sao đó. Thì cái anh bên chạy hòm đó lại mới tiếp thị ảnh rồi vô tình là cái đầu anh nhảy số. Đó thì mình thấy là nhảy số ra là bắt đầu làm nhảy số ra thì vô tình luôn đó là anh gạt được một cái chạy hòm. Đây cũng là một cái câu chuyện hy hữu và câu chuyện có thật trên đời thường. Ở đây thì em Ri đã đi một vòng xong quanh chợ Rạch Ông. Gia đình chúng ta thấy bây giờ đồng hồ của em Ri cũng là 10 giờ 15 phút rồi. Đó thì chợ bây giờ thì cũng có người qua người lại, nhưng mà về hàng quá thì gần như là nãy giờ đi một vòng á thì không có thấy người ta mua hàng, chốt hàng gì nhiều. Hàng quá của bà con tiểu thương thì giờ này cũng còn đầy hết trơn này. Ở đây thì hôm nay cả nhà mình thấy đó, chủ nhật nhưng mà bán cũng không có phải gì gọi là ngon lành cành đào. Tại vì ngày chủ nhật là ngày người ta ở nhà thì người ta có thể là tụ tập nấu ăn uống rồi đó. Đó thì bây giờ thì còn nhậu đồ thì người ta cũng ít có ra mà ngoài quán. Tại vì ra ngoài quán thì phải lái xe, phải nồng độ cồn nữa. Thường thì người ta sẽ tập trung nhà, người ta đi gáp qua, nấu ăn nhà rồi đỡ tốn nữa, nhiều chi phí. Nhưng ở đây thì gia đình chúng ta thấy là bây giờ thì giống như là hàng quá dư thừa quá trời rồi. Cái gì cũng dư hết. Đó thì rau củ quả thịt cá đầy hết trơn luôn, cho nên là người ta bán đầy hết mà người mua thì đâu có nhiêu. Thành thử ra thị trường bây giờ thì nó chậm, kinh doanh nó chậm tất cả các ngành hàng. Đó thì dài ra đây, ra Nguyễn Thị Tần thì sẽ đi cái hướng này đi ra chỗ Tạ Quang Bửu luôn. Đây cả nhà mình thấy khu vực đây thì xung tụ gọi là sôi động cả ngày lẫn đêm luôn. Đây cái hẻm 1601 bên tay trái này, cái hẻm này gia đình chúng ta đi thẳng luôn là ra Dương Bá Tràng. Đó thì cho nên là cái lượng xe cũng giải tỏa được nhiều. Nó đi ra tới đây là cái cua quẹo này thì nối giữa hai đường Nguyễn Thị Tần với Tạ Quang Bửu. Đó thì cả nhà mình thấy là khi mà hết cái chỗ này quẹo qua cua đây thì ngay chỗ cái mí mà Ri đang đứng đây, đang chạy xe đây là nó là Tạ Quang Bửu rồi. Đó thì cái cua đó là cũng là ranh giới giữa hai con đường. Ở đây thì người ta bán hàng ăn rất là nhiều từ sáng tới tối luôn. Đó gia đình mình thấy là quá trời hàng ăn luôn.
từ sáng sớm là người ta bán rồi, bán rồi buổi tối bán cũng rất là nhiều nữa, coi như là suốt cả một ngày. Đây có bách hóa xanh, thấy gần như là bây giờ chợ và siêu thị gọi là song song với nhau. Lúc trước thì chợ cũng ít thấy siêu thị, nếu bây giờ thì siêu thị người ta lại mở là mở cặp bên chợ hoặc là đối diện chợ, để chi, để cạnh tranh luôn, gọi là cạnh tranh khốc liệt và cạnh tranh công khai luôn. Thì lúc trước đó, mình thấy là những cái bách hóa xanh rồi đó, người ta mở người ta sẽ né cái chợ ra xa xa cái chợ chút, tại vì gần chợ ta vô chợ mua hết rồi, cho nên là mở ra là cái khả năng là ế nó rất là cao. Nhưng bây giờ thì giá cả gọi là hai bên cạnh tranh, giá nó không có trên lệch nhau nhiều. Nhiều khi bách hóa xanh mà những cái giờ chiều rồi đó nó khuyến mãi, rồi nó gọi là nó còn rẻ hơn ngoài chợ nữa, mà đồ thì chất lượng hơn. Đó nên là bây giờ là coi như là hai bên là gọi là xính dính với nhau rồi, cho nên là bên bách hóa xanh đó, hoặc là các cái siêu thị mini á, thì người ta mở gọi là ngay chợ luôn, đối diện chợ, cặp bên chợ để mà cạnh tranh trực tiếp luôn. Và gia đình chúng ta thấy là có đa số bà con đi chợ thì người ta cũng ghé vào siêu thị để người ta mua. Nhiều khi là những cái mặt hàng ở chợ hôm nay mà nó hút hàng, nó giá cao, thì người ta sẽ vô trong chỗ siêu thị để ta mua, giá nó ổn định hơn, hàng chất lượng hơn. Đó thì bữa nào mà ở ngoài chợ dội hàng bán rẻ quá thì thôi, ghé chợ mua. Cho nên là siêu thị thì giá nó ổn định nhưng mà nó nhỉnh hơn chút. Đó thì nhiều cái để mà phân biệt. Đó thì vòng vòng gia đình chúng ta thấy là bây giờ thì cạnh tranh hai bên coi như là xính dính với nhau, không bên nào gọi là thua thiệt bên nào hết. Đây là ngã tư của Tạ Văn Bủ giao nhau với Âu Dương Lân. Đi sẽ đi thẳng đường Tạ Văn Bủ này. Đây, đây. Chủ nhật mà lượng xe đây thấy cũng rất là đông. Cái nhà mình thấy cô bán bưởi đẩy trời nắng, tội nghiệp cô. Cô đi ngoài nắng suốt ngày. Đó thì đẩy ở ngoài đường, rồi đi trong hẻm nữa, coi như là xuyên suốt luôn, để mà kiếm được đồng tiền rất là khó khăn. Tạ Văn Bủ thì ngày xưa cái đoạn này nó hơi vắng, nhưng mà bây giờ đông là tại vì bên kia thì có một cái chung cư tấp xa, rồi có Bát Mau mới khai trương ngày 4 tháng 9 năm 2024. Đó thì cả nhà mình thấy là dài ra đây luôn, rồi thẳng qua tới nhà Nam Hạ, nhà thờ Nam Hải, rồi ngã tư của Tạ Văn Bủ với Phạm Hùng, thẳng dài tới quốc lộ 50. Cho nên mình thấy ở đây thì bây giờ con đường này coi như là nó thông suốt hết trơn rồi, cho nên là rất là đông phương tiện qua lại. Đây, đây thì có một cái cây cầu, cây cầu này gọi là cầu rạch sông sáng. Đây, cầu rạch sông sáng. Trước mặt cái chung cư gia đình chúng ta nhìn thấy là chung cư Tấp Xa của Tạ Văn Bủ giao nhau với Cao Lỗ của quận 8. Quận 8 bây giờ thì cũng sôi động, cũng phát triển. Lý do là quận 8 thì một quận nhỏ, quận ven thôi, nhưng mà được cái là giáp ranh với quận 1, quận 3, quận 5, cho nên là rất là thuận tiện di chuyển, cũng như là cái mức sinh hoạt ở bên quận 8 đó, thì nó cũng gọi là nhỉnh hơn, rẻ hơn so với các quận trung tâm. Đó chính vì vậy mà nhiều anh chị em nhiều khi là đi làm việc ngay trung tâm, nhưng mà thuê trọ hay là ăn uống rồi đó thì cũng chọn cái quận, những cái quận mà ven ven giống như là quận 8 đây. Chạy dài ra đây thì mình thấy là nhìn thấy Aeon ha. Đây, thấy Aeon chỗ Bay Mau, Bay Mau quận 8. Đó thì mình thấy đó. Nhìn ở đây thì coi như là một cái siêu thị mà trung tâm thương mại lớn hàng đầu, lần đầu tiên là có mặt tại quận 8. Tại quận 8 ngày xưa giờ thì cũng những cái chỗ trung tâm thương mại nhưng mà nhỏ thôi, không có lớn. Đó thì bây giờ là trung tâm thương mại lớn có ở quận 8 rồi thì mình thấy là cũng ngon lành, quận 8 rất là phát triển. Đây, cả nhà mình thấy hình ảnh ha. Ở đây là Bay Mau đây, Bay Mau quận 8. Bát Mau quận 8. Rồi tiếng Anh có người gọi thì Bay Mau, có người là gọi là Bát Mau. Cho nên là
Ri thì tiếng Anh thì chữ được chữ không. Cả nhà mình thấy là xe hơi đầu ra đậu cũng rất là nhiều. Đặc biệt ở đây thì xe hơi buổi sáng thì Ri thấy là xe hơi biển số trắng nhiều, tức là gia đình người ta đến đó, ta đi đây, ta có thể làm vui chơi giải trí vào ngày cuối tuần chủ nhật. Đó thì rất là mừng luôn ha. Đó thì đây thì cái anh bảo vệ đang dẫn cho một cái chiếc xe vào bãi đây, vào bãi để đậu. Đó ảnh thổi còi tét tét. Vậy đây thì ngay ngã tư của gọi là Tạ Quận Bủ, giao nhau với Cao Lỗ rồi. Đó thì Ghi sẽ đi thẳng đường Tạ Quận Bủ này luôn. Ngay đây cả nhà mình thấy hoành tráng ha. Đó thì đây thì có một cái siêu thị mini Golden, cửa hàng tiện lợi. Ở vòng vòng đây thì rất là phát triển. Con đường này thì xung quanh đây quán nhậu rất nhiều. Gần như là buổi tối thì nguyên cái dãy này là người ta bán quán nhậu hết, kinh doanh quán nhậu. Có một cái số quán rất là nổi tiếng như là quán 123 nè, Gò Công nè. Đó thì gọi là có nhiều khách đến ủng hộ ở khu vực này. Đó, dài ra thì mình thấy đường Tạ Quận Bủ thì ngon lành cành đào. Ở phía trước ở trên đó, lúc trước là nó gọi là cái cổ chai, nguyên con cổ chai mà đoạn dài mấy trăm mét luôn đó. Thì cái đường đó thì coi như là người ta cái chợ người ta tự phát đó, chợ Chùm Hổm. Xong rồi thì đầu năm 2024 thì chính quyền cũng đã thông xe để nới rộng được con đường này ra. Thành ra thì Tạ Quận Bủ bây giờ rất là đẹp. Ở đây thì bên tay phải có một cái quán cà phê gọi là Vườn Xanh đấy. Đó thì cả nhà mình thấy là cái lượng xe gắn máy là đầy nhóc hết rồi, xe hơi ngoài nữa. Đó thì cái quán cà phê nhưng mà cái lượng khách gọi là khủng khiếp. Và quán Vườn Xanh là một trong những cái quán cà phê sân vườn rất là đông khách. Mà cái giá thì cả nhà mình thấy rồi đó. Cà phê sân vườn thì giá đâu rẻ đâu. Vô uống ly cà phê là 40-50 ngàn là chuyện bình thường. Sinh tố rồi thì 60-70 ngàn, 70-80 ngàn là cái chuyện rất là đơn giản. Và vô mà ăn sáng uống cà phê thì 100-200 ngàn là một người là bình thường. Nhưng mà khách người ta vẫn là nườm nượp. Thì tùy theo cái nhu cầu. Cái quán cao cấp thì dành cho những cái người mà chịu chi trước. Trước tiên là chịu chi. Tại vì vài trăm ngàn thì nó nhiều nhưng mà rõ ràng là nhiều người nó có số tiền đó. Người ta sẵn sàng ta chi thì người ta vẫn chào được. Chứ không nhất thiết là phải là người giàu thì mới vào đó. Tại vì người giàu thì có thể là mua những cái giá trị tài sản như ví dụ như là bất động sản rồi vài tỷ, vài chục tỷ thì gọi là người giàu ta mới có tiền mua. Còn đối với ly cà phê hay là một tô hủ tiếu vài chục ngàn hay 100-200 ngàn thì chỉ cần chịu chi thôi. Thì đa số nếu mà chịu chi thì ai cũng có điều kiện để chi hết. Nhưng mà nhiều khi thì có nhiều anh chị gọi là tiết kiệm, gọi là thay vì uống một cái ly cà phê là mắc quá thì uống cái ly cà phê quán nhỏ nhỏ 10 mấy ngàn thôi, 20 ngàn thôi cho đỡ tốn. Đó thì tùy cái mỗi người. Nhưng mà rõ ràng là thấy ở đây thì quán cà phê sân vườn, Vườn Xanh thì gần như là lúc nào khách cũng rất là đông. Ở đây không chỉ là cái độ ngon mà còn nhiều anh chị còn muốn thể hiện cái độ rồ của mình nữa. Tức là mình ăn sáng uống cà phê quán cà phê sang để mà thể hiện cái đẳng cấp của mình. Thì có mỗi người mỗi quan điểm thì ở đây thì không có đúng mà cũng không có sai nữa. Quan trọng là mỗi ý thích của mỗi người khác nhau. Đó thì cái đoạn này ngày xưa là cổ chai hết nè. Một cái con hẻm nhỏ xíu thôi, nhà nước mới mở rộng đường ra. Đó thì bên đây thì cái chợ Chùm Hổm ngày xưa thì bây giờ ta vẫn còn giữ, ta vẫn còn bán. Đó cho nên là cả nhà mình thấy đây thì ta cũng còn bán cá, bán thịt, bán rau củ nhiều. Đó. Ngày xưa là hai bên đường này, cái hẻm nhỏ đường đá sỏi lông trong thôi nhưng mà bán nghèo nghèo luôn. Và bây giờ thì mở rộng đường ra thì cho nên là ta cũng ít bán rồi. Tại vì để thuê được cái mặt bằng thì cái giá cao hơn ngày xưa. Ngày xưa trong hẻm nhỏ thuê cái dù cái chỗ ngồi nó rẻ hơn. Đó thì ngay đây thì cũng ngay nhà thờ Nam Hải và ngay chỗ ngã tư của Tạ Quận Bủ giao nhau với đường Phạm Hùng. Đó, cả nhà mình thấy đây ha, ngã tư của Tạ Quận Bủ với Phạm Hùng. Đó thì em Ri sẽ đi thẳng luôn, đi thẳng qua luôn, thẳng qua khỏi ngã tư này. Qua khỏi ngã tư này, nếu mà ở đây thì gia đình chỗ Phạm Hùng rẽ phải khoảng 100 mét nữa thì gia đình chúng ta tới cầu Chính Hưng.
và qua cầu Nguyễn Tri Phương bên quận 5, rẽ trái thì khoảng 500 mét nữa thì cả nhà mình sẽ ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, cho nên là đi đâu cũng thuận tiện, cũng thông hết. Và ngay chỗ Tàu Ngũ này thì có một cái chung cư cũng rất là nổi tiếng, đó là chung cư Giai Việt. Ở đây thì một cái chung cư này thì rất là đông dân cư ở đây, cả nhà mình thấy là rất là hoành tráng ha. Đó, chung cư đây thì giá trị cũng cao, còn là 3 tỷ mấy một căn. Đó thì cả nhà mình thấy 3 tỷ, 3 tỷ rưỡi một căn. Đó thì giá cũng cao, có những căn rộng rộng hơn 4 tỷ mấy luôn. Đó thì ngoài cái chung cư Giai Việt đây đối diện bên kia thì có chung cư Thiêm Lam Nam Khánh nữa. Rồi chung cư Địa Ốc 8 nữa. Cho nên là mình thấy là xung quanh đây là rất là xung tụ và sôi động. Kể cả đây thì ngay chỗ đây là khu vực phường 5, thì chỗ đường Dương Văn Đông phía trước đây, chúng ta rẽ phải đó, thì ngay là Ủy ban Nhân dân quận 8 nè, rồi công an các phòng ban nữa thì tập trung ở khu vực phường 5 này hết, khu vực này hết. Đó thì mình thấy là khu vực đây hoành tráng. Bên kia thì có Highland Coffee nè, rồi Catinat nè, rồi Hội Anh Văn Việt Mỹ. Còn nói về ngân hàng thì có Nam Á nè, rồi MB Bank, rồi BIDV Bank, rồi rất là nhiều ngân hàng. Văn phòng giao dịch của ngân hàng cũng đặt ở khu vực này. Nó chứng tỏ khu vực này thì rất là phát triển luôn. Đó thì clip của Emry đến đây thì cũng xin tạm dừng. Emry cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.